Nam mô tát sa pha va ta ra ta sam ma sam bồn tát sa Nam mô tát sa pha va ta ra ta sam ma sam bồn tát sa Nam mô tát sa pha va ta ra ta sam ma sam bồn tát sa Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mây, Nam mô Phật Thầy. Đệ tử xin nghiêm thân quý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân quý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân quý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng chánh đẳng giải. Do năng lực tán dương ân đức Tam Bảo cách phóng tắc xin gia hộ cho chư đại đức tăng, quý Phật tử được thân tâm thường an lạc. Thưa quý vị, thời giảng pháp hôm nay ý thì có tham ác, sân ác, kiến ác. Và trong tập án chúng ta thấy rằng không có một cái ác nào thuộc về uống rượu. Và cái nguồn gốc của sự uống rượu thì có lần bà Visca có hỏi Đức Thế Tôn là cái nguồn gốc uống rượu con trời độc có. Thì Đức Thế Tôn ngày mới giảng cho bà Vista được hiểu là ở trên rừng nó có những cái hốc cây hay là những cái bọng cây, và khi những con chim nó đi ra nó kiếm những cái trái cây về nó ăn, thì những cái trái cây đó đã rơi rụng xuống trong cái hốc cây đó. Rồi những cái một số trái cây nó cũng rớt rồi rụng xuống cái hốc cây đó. Rồi khi có mưa thì những giọt mưa nó đọng vào trong hốc cây đó. Lâu ngày nó trở thành một cái nước. Rồi bất ngờ có người thợ rừng, họ đi vào rừng. Thì họ, cái người thợ rừng này tự nhiên họ thấy có nhiều con chim nó đào đẩn ở dưới hốc cây. Và người thợ rừng này đã bắt lấy những con chim đó. Rồi sau khi bắt lấy những con chim đó thì người thợ rừng lại suy nghĩ, ồ tại sao những con chim này còn khỏe mạnh mà nó lại đờ đẫn như vậy. Thì ông ta mới đi trèo lên á, thì thấy trong một cái bọng cây đó có chứa một chất nước mà cái mùi rất là thơm. Và ông nếm thử thì thấy nó ngọt ngọt. Và sau khi ông uống xong cảm thấy cái tinh thần nó hưng phấn. Ông cho đây là một cái loại đặc chất, rất là một loại nước uống đặc biệt. Ông khởi lên ý nghĩ rằng nếu mà ta đem cái loại nước đặc biệt này đem về dân vua thì có lẽ là mình sẽ có nhiều tài sản. Và ông đã thực hiện ý định này. Và quả thật trên Đức Vua sau khi mà uống nhắm mà cảm thấy nó hừng chí lên, cảm thấy vui tươi. Và hỏi thêm cái cách từ đâu có loại nước này thì người ta đừng nói trả lời là như vậy. Cái xuất xứ của cái loại nước đặc biệt này. Và có vị quan đại thần thông minh nói nếu là những cái chất trái cây mà để lâu ngày nó đã thành một cái chất đặc biệt như vậy thì chúng ta có thể tạo được. Và thế là từ đó rượu sinh ra đời. Và chất rượu đã làm cho những cái chúng sinh mà yêu thích sự hưng phấn, sự kích thích đã đam mê dính mắt chưa. Dạ thưa quý vị, ở đây là cái nguồn gốc của cái rượu trong cái bổn sanh là như vậy. Nhưng mà giờ ở đây cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng cái sự tai hại của người uống rượu như thế nào. Xin thưa quý vị rằng trước tiên là một cái tai hại trước nhất của người mà uống rượu là tiền bạc hay là của cải hao tổn thấy rõ. Mà quả thật như vậy, có những cái lúc mà người ta có thể dè sẻn, người ta tiết kiệm, người ta không có lãng phí, xài hoặc là sử dụng cái đồng tiền của mình tìm lại được một cách rất là chu đáo. Nhưng mà khi có uống miếng rượu vào hay là tinh thần được hưng phấn thì cái người này sẽ xài tiền mà không biết tiếc. Cũng có một số ý luận rằng giờ nếu tôi uống rượu tại nhà thì như thế nào. Xin thưa, cái đặc tính của người uống rượu lạ đó. Nếu như người nghiện ngập á thì họ chỉ thích một mình cô độc. Trái lại cái người mà uống rượu á thì lại không thích
của mình, mà ngờ thích có những bạn bè để mà ngồi nói chuyện này chuyện kia. Và khi mình có bạn bè như vậy thì cái tiền bạc đó, thay vì tốn cho một người thì đã tốn cho hai người, tốn cho ba người, tốn cho bốn người, tốn cho năm người. Và cho dù rằng tất cả đều cùng nhau để trong một cái buổi tiệc đó thì cái tiền bạc kia nó cũng hao tổn khi rõ. Đây là một cái nguy hại thứ nhất của người uống rượu. Nguy hại thứ hai của người uống rượu nữa là làm sanh khởi lên một cái sự rầy rà. Trong những lúc mà hưng phấn thì ai nấy cũng khoe cái bản lĩnh của mình, ai nấy cũng nói về cái tôi của mình rất là nhiều, mà tôi như thế này, tôi như thế kia. Và từ những cái chuyện mà nói tôi như thế này, tôi như thế kia thì nó có thể là va chạm, khích bác. Chúng ta thấy rằng đối với cái người trong lúc bình tĩnh, trong lúc không có men rượu thì họ có thể nhịn rất lớn, có những cái chuyện rất lớn mà họ cũng phải nhịn được. Thế nhưng có một ít men vào thì cái người này từ một chuyện nhỏ mà dẫn tới một chuyện lớn, rồi sanh khởi đấm đá nhau, cho nên nó sanh ra cái chuyện rất là rầy rà. Xin thú vị rằng trong cái tạp chí gọi là Thamachakhu, tức là cái pháp nhãn, có một cái mẫu chuyện như vậy. Là có một cái người nông dân sống rất là đạo đức. Ông này sống một cuộc đời rất là thanh lương và luôn luôn giữ gìn cái giới hạnh của mình tốt đẹp và không bao giờ biết sạch. Mà thông thường những người mà không có sanh á, rồi đây là không phải là cái nơi mà Atua yêu thích. Bởi vì chúng Atua là cái chúng mà rất là sân hận, tâm rất là phiền não về sạch. Nếu những người mà không sanh như vậy á thì sẽ ra khỏi cái hội chúng của Atua. Và một khi mà ra khỏi hội chúng Atua vậy á thì có thể là tái sinh là thiên, là chư thiên, là trở thành là hội chúng của chư thiên. Cho nên một Atua Dương á mới nhân cơ hội những người nông dân này đi cài. Rồi cái mô cơm mà cái người nông dân mang theo vậy thì chú Atua giấu mất. Cái người nông dân này đi cài bừa một thời gian, rồi sau khi ngồi nghỉ lại cái mô cơm bị mất. Chú Atua muốn đợi cái sự thay đổi sân hận khó chịu mới khởi lên cho người nông dân. Nhưng mà người nông dân vẫn thản nhiên, ồ, vậy có người đói hơn ta, cho nên đã lấy cái mô cơm của ta rồi. Và người này thản nhiên nằm ngủ, rồi sau đó tiếp tục làm việc rồi trở về. Ngày thứ hai cũng vậy, ngày thứ ba cũng vậy. Thì người nông dân này sáng trí và nhận định rằng đây là không phải là một cái chuyện bình thường nữa, không phải một cái người nào nữa. Và người nông dân đó nói rằng các vị thọ thần, các vị thiên nhân nào mà có làm những việc này đó, giấu những cái mô cơm của tôi đó là phạm vào giới trộm cắp đấy, bây giờ tôi chưa cho. Nghe nói vậy thì chú Atua cũng rúng động, và thật mình giấu những cái vật thực bữa cơm của người nông dân này là trộm cắp. Nhưng mà tức một cái là cái ông này rất tốt, nghe mà nếu không kéo về làm hội chúng mình nữa thì thiên chúng bị giảm thiểu. Bây giờ mới phái ra một cái Atua nhỏ đi theo dõi tìm cách mà chọc tức cái người nông dân này. Nhưng mà người nông dân này luôn luôn vẫn giữ điềm đạm, không bao giờ mà có sự bực tức khởi lên. Sau thời gian như vậy thì Atula nhỏ này về báo cáo lại: thưa đại vương, không thể làm cho ông nông dân này có thể sân hận được, nó thật là bất lực. Làm cách gì ông cũng không có giận nữa, hay vậy. Thì chú Atula mới nổi giận lên, nó có sai ngươi có làm việc đó mà làm không được, thì vậy thì ta phạt ngươi. Thì con quỷ nhỏ này mới nói là: thôi giờ đại vương hãy cho tôi thêm 3 năm nữa, và 3 năm nữa tôi sẽ làm cho đại vương thấy rằng cái ông nông dân này nó không còn có đức độ nữa. Thì bây giờ ai cho đại vương đồng ý thì con quỷ nhỏ này nó biến dạng ra là một cái người thanh niên trẻ, tới tình nguyện
các bạn thân với người nông dân, giống như là cái người bạn thân mà cũng như là cái người tôi tới ở trong nhà. Và với cái mãnh lực của cái con vỉ nhỏ này, cho nên nó biết được cái thời tiết. Và năm đầu tiên thì nó giúp cho người nông dân này trúng mùa, và năm thứ hai nữa là trúng mùa. Bây giờ trúng mùa thì là tốt đẹp rồi, vui vẻ rồi. Người nông dân này sắm sửa được nhà cửa ruộng vườn, trong khi những cái ruộng khác đó, thì lại là thất bại, mà ruộng người nông dân cứ liên tục trúng như vậy. Thì bây giờ đến năm thứ ba thì cái người con quỷ nhỏ này mới nói với người nông dân đó, này chủ, bây giờ chúng ta có đầy đủ gạo thóc mà dư giả rồi, mà chúng tôi có một cái bí quyết làm cho cái gạo thóc này trở thành một loại nước uống rất là đặc biệt. Người nào mà uống vô rồi thì rất là cảm thấy là hưng phấn, cảm thấy là tâm lân 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 lân. Tin tưởng với người bạn mình cũng là của người tôi tới mình vậy, nói là thì đâu làm thử cho ta xem rồi. Đầu tiên nó chỉ lấy một cái ít gạo thôi, một gạo nếp, nó đặc chế ra một cái loại rượu mà chúng ta gọi là rượu. Thì người nông dân nghe uống vô cảm thấy hưng phấn thật, và tự nhiên là thích thú cái món đó. Và dần dần thì kêu làm rất nhiều. Và mà khi làm rất nhiều như vậy, có nhiều khi mà kêu đem cái món rượu lên mà chưa kịp đem lên, bắt đầu cáo tỉnh lên, người gắt mình kìa, rồi mời những bạn bè tới nhà giàu mà làm những cái tiệc tùng. Thì sau 3 năm nữa con quỷ nhỏ nó trở về, thì chú anh tôi vui mới hỏi là sao cho nó thành công chưa. Nói thưa chủ, tuyệt vời lắm. Người nói vậy là không tin, không phải đi tới giám sát vậy mà tin được. Thì quỷ nhỏ nó trở về, nó nói chủ, ngày mai là ngày lễ lớn mà mình đã giàu có vậy, mình phải làm cho người ta biết mình là giàu có. Thôi giờ chủ phải làm một buổi tiệc mời những quan khách mà trong vùng lớn, những quan khách lớn tới chứ. Thì chủ cũng nghe thôi, tại vì mình biết là tới mình có, chung mình thấy là rất là trung thành với mình, tốt lắm. Mới bày ra những cái tiệc lớn. Thì lúc đầu thì không sao cả, mỗi lần cũng chúc tụng nhau rất là vui vẻ. Nhưng mà một chút sau rồi đó, thì mạnh ai nấy nói, hưng phấn lên thì mạnh ai nấy nói. Rồi là bắt đầu cự cãi nhau. Thì chú Atula Dương á mới khen ngợi quỷ nhỏ, hay thật, không phải là một cái người nông dân sân hận nữa, mà nhiều người sân hận, người giỏi thật, người rất giỏi. Thì quỷ nhỏ nói thưa chưa, chủ chưa đâu. Họ để xem nữa. Thì một tập sau á là cự cãi nhau rồi bắt đầu đánh nhau, bắt đầu là cấu xé hơn nhau. Chú anh tôi ra dường hoan hỷ quá, người giỏi thật. Thì quỷ nhỏ nói thưa chủ chưa đâu, mà chủ hãy đợi thêm chút. Mà sau khi mẫu đã nhau rồi là tiếp tục ngồi lại uống xong rồi mỗi người nằm lăn ra trên đất ói mửa. À, chú anh qua mới lắc đầu, quả thật gây sợ thai cái chất rượu này. Tức là ý nghĩa của câu này có ngầm ý nói rằng lúc đầu mới uống vào á là vẫn còn là cái người lễ phép, người đàng hoàng, nhưng mà uống vô một chặt nữa thì nó biến thành một con cọp, nó khoa trương những cái gì mình có, nó làm nổi bật lên những cái gì mà mình là tự hào. Mà bởi vì khi mà cái rượu nó kích thích như vậy, những con người bình thường sẽ tự tưởng mình là người anh hùng, những người bình thường tưởng là mình là những bậc siêu phàm, nó khoe khoang gì cái tôi. Mà cái tôi này đụng chạm với cái tôi kia thì thế nào nó cũng có xanh rắc rối, nó cũng xanh rầy rà. Rồi một tập nữa sau khi mà thấm cơn men rồi nằm lăn dưới đất này, ngay lên cái chỗ mà mình ói mửa, thì chẳng khác nào như một con heo. Cái rượu nó biến từ một con người trở thành một con cọp, để rồi trở thành một con heo. Và trong đó thì nó gây những chuyện rầy rà,
có những cái lỗi mà bình thường mình có thể, nếu tỉnh táo không uống rượu mình có thể dằn được, mình phải bỏ qua. Nhưng mà trong khi cơn men thì không bỏ qua mà tìm cách bắt bẻ nhau, rồi sanh ra cự cãi rồi ẩu đả. Mà một điều nữa chúng ta cho chúng ta thấy rằng á, cái người uống rượu á, những cái chuyện mà hiềm khích đã lâu năm nào đó có thể quên đi, nếu hút bình thường có thể quên. À, nhưng mà khi mà uống rượu vào á, thì cái chuyện xa xưa, chuyện năm nẩm năm nào đó nó trở về, hơi kém nó trở về. Nó nhớ, nhưng mà nó nhớ chứ không phải là một cái tâm buông bỏ hay là một tâm quán xét, mà nó nhớ để một tâm kích thích. À, khiến cho cái sự sân hận, sự khó chịu nó sân khởi lại. Ở cho nên cái tai hại thứ hai, nó làm cho sân rầy rà, sân cãi lộn, mất đi cái hòa khí đối với mình hoặc là đối với những người xung quanh. Cái nguy hại thứ ba nữa, cái điều nguy hại thứ ba nữa, đó là cái nguyên nhân làm cho các căn quyền sanh bệnh. Cái người uống rượu, nếu chưa uống rượu cặp mắt có thể là long lanh sáng, nếu uống rượu rồi á thì cặp mắt nó đỏ ngầu ra. Những người mà không uống rượu thì da dẻ có thể là hồng hào, mà uống rượu lên thì cái thân quyền, tức là cái thần kinh thân, nó đỏ ửng lên, mặt nó đỏ bừng lên. Nếu uống rượu lên nhiều á, lâu năm mà nhiều á, thì quý vị đừng có nghĩ rằng là mình uống rượu vậy là không sai đó, không sao. Nhưng mà nó chính là cái nguyên nhân mà làm cho các căn nguyện mình nó bị hư hao. Tay có thể bị lờ, bị lãng, mắt có thể bị lờ, tay chân có thể bị rung lẩy bẩy. Và chúng ta thấy là có những cái người mà nghiện rượu á, buổi sáng mà họ không uống được một cái ly rượu hoặc là một ít rượu rượu nào đó thì họ làm việc không được, tay chân họ rung lẩy bẩy lẩy bẩy. Mà uống được á, một chút rượu thì họ mới làm việc lại được. Nó trở thành một căn bệnh mà. Nhưng cái này sẽ bị đốt cháy gan ruột chi đó. Nhưng mà nhất là đặc biệt là những cái căn quyền, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nó bị cái ngọn lửa của rượu nó thiêu đốt. Chúng ta biết rằng rượu nó sẽ làm cho chất lửa nó tăng cao. Mà bao giờ mà chất lửa tăng cao như vậy thì nó thiêu đốt, nó làm hư hoại những cái căn quyền của mình, những cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình. Và đặc biệt nữa, đối với một cái người mà uống rượu thường xuyên như vậy, mà những chúng sanh nào mà lỡ kiếp xưa mà cộng nghiệp với họ mà tái sanh vào trong cái dòng này, trong cái gia tộc này, trong gia đình này, thì xin thưa quý vị rằng đứa bé đó nó sanh ra nó đần đần, sự thông minh nó không có. Bởi vì nguyên nhân là cái người cha uống rượu đó, và người con bị cộng nghiệp đó, cộng nghiệp đó, nó sinh vào, cái sự thông minh của đứa bé không hề có, sau này nó không có đại học hành nào được mà cái tốt đẹp cả. Mà lại nữa, ở trong cái nguyên nhân mà các căn quyền sanh bệnh này á, nó lại có một cái quyền mà nó sanh bệnh nhiều hơn nữa. Đó là sự là niềm tín nhiệm của những người khác không có. Chứ những cái việc lớn, những việc tốt đẹp, người ta sẽ không giao cho những người mà uống rượu say xỉn, mà đó lại người ta giao cho những cái người nào tỉnh táo. Tức là cái tính quyền này, cái niềm tin của người khác mặc vào cái người uống rượu không có. Rồi cái niệm quyền cũng không sanh khởi được, người này muốn tu tập cũng khó khăn, đại hạn như vậy. Và cho nên cái nguyên nhân mà rượu, tức là nó tác động vào cái cơ thể, thì nó không, nó một số nghĩ rằng khi mà tác động vào cơ thể thì nó không ảnh hưởng tới cái tâm lý, nhưng mà thật sự nó rất là ảnh hưởng tâm lý. Nói sao vậy? Bởi vì thưa quý vị rằng là cái cơ thể chúng ta sanh lên, nó đưa vào cái tâm, mà tâm đưa vào nó, nó giống như hai cái cây mà dựa vào nhau, nó đứng vững. Danh dựa vào sắc, sắc dựa vào danh, sanh nương theo sắc, danh nương theo sắc, sắc nương theo danh, để cùng tồn tại, để cùng tiếp diễn, để cùng diễn hoạt với nhau. Mà cái sắc pháp bị hư thì cái tâm kia, cái nơi trú của nó là tiêu vật, nó cũng không có được tốt đẹp. Mà tâm không được tốt đẹp, mà cái chỗ trú không được tốt đẹp,
thì tâm kia sẽ không được tốt đẹp. Nó cũng ví như con ông không bao giờ đi vào đống rác hả, mấy con ông nó chỉ hút hương hoa hay những gì hoa mà thôi. Và chỗ của con ông rất là sạch sẽ, cái tổ ông coi vậy mà rất là sạch sẽ. Còn trái lại á, con ruồi thì thường thường đi vào những đống rác, vì cái đống rác là cái nơi ở của nó. Như thế nào cũng vậy, nếu như cái chỗ ở mà xấu xí, chỗ ở mà không tốt đẹp, thì cái tâm kia nó cũng khó mà trở nên tốt đẹp. Mà trái lại một cái chỗ ở tốt đẹp thì nó là điều kiện thuận lợi để cho cái tâm tốt nó sinh khởi lên. Chúng ta thấy là những đứa bé tại sao nó nhảy bén, nó thông minh, bởi vì nó không có cái chất rượu. Mà đó là những cái đứa bé nào mà theo bố theo mẹ mà uống bia uống rượu một thời gian, quý vị sẽ nhìn lại, quý vị sẽ thấy nó có vẻ đần đần này. Cái tâm của nó không có còn lanh lợi nữa, nó không có còn nhảy bén nữa. Bởi sao vậy? Bởi vì chất lửa nó thiêu đốt cái sắc ý vật, mà sắc ý vật là cái nơi nương của tâm. Mà chất lửa này nó làm thiêu đốt cái sắc ý vật. Mà một khi cái sắc ý vật nó đã xấu xí thì cái tâm xấu nó dễ dàng sinh khởi hơn. Mà đó lại một cái sắc ý vật mà tốt đẹp thì cái tâm tốt đẹp nó dễ dàng sinh khởi lên. Cũng giống như con ong, nó chỉ ở trong ổ ong tốt đẹp mà thôi, sạch sẽ mà thôi. Mà nên ngửa lại con ruồi thì ở trong cái đống rác. Mà nguyên nhân là tại sao? Tại vì cái chỗ ở nó không tốt, hoặc là chỗ ở nó tốt cũng vậy. Cái chất lửa làm thiêu đốt với cái sắc y vật. Mà khi làm thiêu đốt cái sắc y vật vậy, thì sắc y vật nó không còn trong sạch nữa, thì dễ dàng là nơi cho cái tâm bất thiện nó sinh khởi lên. Người ta không bao giờ tin tưởng những ai mà uống rượu để mà giao chuyện lớn cả. Những chuyện kín thì người ta cũng không nói nữa, bởi vì rượu vào thì lại ra. Một khi rời ra thì những chuyện bí mật nó ra hết, nó không còn giấu giếm người trong tâm. Đây là một cái nguy hại thứ ba. Nguy hại thứ tư là làm cho mất danh tiếng và những cái phẩm hạnh tốt. Chúng ta trở lại rằng trong kinh tại chúng ta sẽ dĩ mà Đức Phật này là lệnh cấm chế rượu đó, không cho là chế thì uống rượu đó. Cái giai đoạn đầu không có, thưa quý vị, không có. Giai đoạn đầu thì thường thường ấy, những người Phật tử hoặc là những chư tỳ khưu á, chỉ giữ những cái điều là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành, trong dục lạc, không nói dối. Có rượu rượu chưa có. Mặc dù rượu có nhưng mà sự chế định về học giới uống rượu chưa có. Thì thưa quý vị rằng trong hàng môn đệ của Đức Thế Tôn có một vị tỳ khưu tên là Sakata. Ngài tu tập những pháp môn thiền định rất là tốt đẹp, thậm chí có được thần thông. Thì mỗi lần nọ có một cái con rồng dữ hay là một con rắn lớn ở trong một cái gò mối hay gò đòi hay gò cát, nó thường thường nó quấy nhiễu, nó hại những người qua lại. Thì với lòng từ bi, với lòng bi mẫn, thì Ngài Sakata đã đi tới đó và Ngài dùng thần thông là nhiếp phục cái con rắn lớn đó. Bắt con rắn lớn bỏ vào bình bát, giống như là một cái con trùng nhỏ ở trong cái bát của mình. Dân chúng hoan hô tán thán ca tụng. Và cái danh tiếng của Ngài đã làm cho dân vùng đó là mến phục và kính trọng. Thì một lần mọi ngày đi bát thì dân chúng cũng nghĩ rằng mình có một cái loại nước ngon, nước quý. Mà Ngài là cái bậc mà có giới hạnh thanh cao, giới đức. Thì mình hãy cúng dường Ngài. Cái mỗi người dân Ngài sẽ cách đá một ly, một ly, một ly, một ly. Và nể tình những cái người mà ái mộ mình, những người mà kính trọng mình. Ngài ai dân một ly thì uống một ly, người khác dân ly uống một ly. Uống xong xuôi một cặp sao thì hết biết đường về. Và Ngài nằm ra giữa lộ như vậy, khoa tay múa chân, không còn biết mình lại nữa. Và Đức Thế Tôn cùng với chư Đại Sư đi tới thì thấy Ngài Sakata nằm ở giữa lộ nghêu ngao la hét, hoặc là không có những cái tư cách cũng gì xong không. Có Đức Phật mới hỏi là này chưa được không, ai là cái người mà khôi phục được cái con rắn lớn ở gò mỏi mà đứa con đó là Sakata, vậy thì ai đang nằm ở giữa đường như vậy? Đưa đứa con mà đứa con cũng là Sakata. Và Đức Phật này mới dạy rằng vì nhân nào mà một người có tăng năng lực thần thông có thể thu phục được con rắn lớn ở
cái gò cát mà nay là phải đánh mất tư cách như vậy. Mà đứa con cũng do là cái chất sai, nên rất là rượu. Và từ khi mà ngài làm như vậy, ngài bị sai xỉn, thì danh tiếng của ngài nó bị mất. Và những cái gì mà ngài có được từ trước hôm nay nó bị giảm thiểu. Và cho nên là nguyên nhân thứ tư là làm cho mất danh tiếng phạm hạnh. Và cái ngại thứ năm là rượu làm cho con người không biết hổ thẹn là gì. Có đôi khi có những người sai, họ không hề mặc y phục ở giữa đám đông cũng có, và họ cho cái chuyện là chuyện bình thường. Mà trong thế giới không có cái chất rượu quá sai như vậy thì họ không bao giờ làm cái chuyện này. Nhưng mà chính chất rượu đó khiến cho họ nghiêu ngao ngoài đường với thân thể không có y phục, mà họ cũng không cảm thấy đó là có điều hổ thẹn, không cảm thấy đó là một cái điều đáng mắc cỡ, mà họ cái thông dâm như vậy. Và chúng ta thấy rằng á, có một lần nọ một cái cuộc lễ hội vậy, mà Visakha là một cái người đức độ và giới hạnh thân nghiêm, cho nên những cái người nam ở trong vùng của bà sống đó, rất tin tưởng bà, và thường thường là gửi vợ cho mình cho bà chăm sóc hay là quản lý hay là hướng dẫn. Thì ban đầu những cái vị phu nhân đó rất là tốt đẹp, cũng có lễ giáo, cũng có nho phong, cũng có là những cái người tốt đẹp. Nhưng mà trong một buổi lễ hội vậy thì do uống những chất rượu, rồi những cái nhóm nữ nhân này đi tới Đức Thế Tôn nhảy múa ca hát. Bởi vì sao? Bởi vì hưng phấn khởi lên, bởi vì cái tâm đang phần Phật khởi lên, nó muốn làm cái gì đó để cho người ta biết mình là ai. Ở cho nên những cái người nữ này ca múa hát, nó làm cho cái sự tôn nghiêm mà trước đây những cái người nữ này cung kính Đức Thế Tôn không còn nữa. Và Đức Thế Tôn ngài mới rầy những người nữ này, ngài dùng bằng người khi chạm tới cái hào quang của ngài thì những người nữ này tỉnh táo lại và cảm thấy hổ thẹn. Và chúng tôi xin bổ túc thêm là khi mà ngài Sakata mà uống rượu mà lăn vậy đó, thì Đức Phật ngài mới cấm chế ngài cho Tỳ Khưu không được dùng rượu, bởi vì phẩm hạnh của vị Tỳ Khưu rất là thanh cao. Cho nên ở đây khi nói tới nguyên nhân thứ năm là làm cho người ta không biết cái hổ thẹn, những người nữ có thể trở thành là những người mất nết, những người nam cũng có thể là trở thành những kẻ hung bạo, họ có thể là trở thành những tên trứng cướp hoặc là gì đó để thỏa mãn dùng cái tôi đang hưng phấn khởi lên, họ không còn nắm bắt là cái vấn đề đạo đức là gì cả. Đây là cái nguy hại thứ năm. Cái nguy hại thứ sáu là làm cho cái trí tuệ bị lu mờ. Đây là cái nguyên nhân mà quan trọng nhất. Và chúng tôi đã từng giải thích với cái hàng chư Phật tử rằng ở trong năm giới thì nặng nề nhất lại là cái giới ngũ độ, bởi vì tác dụng của chất sai nó đã làm tàn phá đi cái trí tuệ. Mà đạo Phật của chúng ta là một cái đạo Phật, là một cái đạo của trí tuệ. Cái người mà không thông minh, người không sáng suốt thì không thể nào mà nhận thức được cái lý lẽ thâm sâu của Phật Pháp, không thể nào nhận thức được những ý nghĩa đặc biệt của giáo lý của Đức Phật. Thậm chí cái người này muốn hành Pháp thì vì không có cái trí tuệ thì cũng có thể không chứng đắc được những cái Pháp Thượng Nhân nào cả. Bởi sao? Bởi vì trí tuệ đã lâu dần. Thậm chí một người có duyên lành chứng đắc quả A-la-hán cũng chỉ vì rượu mà đánh mất cái đạo quả A-la-hán. Như trong Kinh Pháp Cú có dẫn giải một câu chuyện, có một cậu công tử kết hôn với một cô tiểu thơ, cậu công tử cũng là con một mà cô tiểu thơ kia cũng là con một, mỗi người có 800 triệu đồng tiền vàng, nếu ở một mình thì phải sống trọn đời, sống cách nhà nhã phong lưu trọn đời. Nhưng mà chỉ vì giao du với người bạn xấu ở uống rượu
rồi khi mà về già là phải đi sinh ăn, phải là bệnh hoạn, rồi tán gia bại sản, cả hai vợ chồng phải đi sinh ăn. Đức Phật còn nghe ngày hôm ta thấy hai vợ chồng của người Bà La Môn này đi sinh ăn, Đức Phật ngày mới dạy rằng nè anh ta, nếu như Bà La Môn này lúc còn trẻ mà nếu là một người mà tu chỉnh làm ăn thì sẽ là trở thành đệ nhất trưởng giả trong cái thành sát lệ này. Còn nếu mà xuất gia đi tu tập thì chứng quả đạo quả A La Hán. Nếu là mũi mà trung niên mà biết tu chỉnh làm ăn thì sẽ là đệ nhị trưởng giả trong thành này. Nếu xuất gia thì người chồng chứng quả A Na Hàm, người vợ chứng quả Tư Đà Hàm. Nếu là lúc xế niên mà đi tu tập làm ăn thì sẽ trở thành là gì? Để tam trưởng giả trong thành này. Và nếu xuất gia thì người chồng là chứng quả Tư Đà Hàm, tức là Nhất Lai, người vợ chứng quả Dự Lưu. Nhưng mà này anh ta, đến hôm nay thì cả thánh sản lẫn tục sản cũng không còn. Mọi người có duyên lành chứng quả A La Hán mà chỉ vì rượu mà phá vỡ đi cái đạo quả không à? Cái điều đó là một điều đáng tiếc. Nhưng mà điều đáng tiếc hơn nữa là sau khi tăng quả mệnh chung rồi, những người này dễ dàng đối xuống khổ cảnh. Nếu mà ngày dạy rằng cái người nào mà thuần thục, rất là rèn luyện, là lão luyện, nắm nhiễm trong cái men rượu, thì hai cái sinh thú đang chờ người đó, một là địa ngục, hai là đọa xứ, tức là làm súc sanh. Ở súc sanh thường thường là si mê nhiều, rượu là phá cái trí tuệ. Nếu được may mắn được sanh làm người á, may mắn được sanh mà sẽ là cái người điên loạn. Cho nên chúng ta thấy rằng cái tác hại của thứ sáu của uống rượu á, nó làm cái hủy hoại cái trí, nó làm cho cái trí tuệ bị lu mờ. Có một số người á, là cảm thấy rằng cái ngày nào mình không uống rượu, ngày đó mình không làm việc được, thì người này phải biết rằng mình đang bị chứng bệnh. Nó giống cái trí tuệ mình giống như một sợi dây hôm nay dọn một cái giọt nước độc, nó chưa có là gì hết, nhưng mà mai nó có một giọt nước độc, mốt nó giọt chất độc, một lúc nào đó cái sợi dây trí tuệ sẽ bị đứt. Là một khi mà trí tuệ dây trí tuệ đứt thì người đó trở nên điên loạn, đó là cái điều hiển nhiên. Mà đạo Phật thứ ba là cái đạo mình cần trí tuệ lắm. Trí tuệ chưa có làm sao cho nó sanh khởi lên, trí tuệ mà đang có nó làm cho nó phát triển lên. Nếu đó là cái tội cùng của cái định trí. Mà thưa quý vị rằng là đừng nghĩ rằng ta sống kiếp hôm nay và kiếp sau ta nhờ làm nhiều phước. Một số người mà cũng lộ nghĩ rằng là tôi đủ lộ, nhưng mà tôi cũng làm nhiều phước, tôi cũng bố thí, ngoài năm giới ra tôi giữ được bốn giới thì cũng có thể sanh thiên, cũng có thể sanh thiên. Nhưng mà làm gì chư thiên nó không có cái quyền lực chưa? Bởi vì quý vị là bởi sao vậy? Bởi vì trên cõi chư thiên người ta cũng tôn trọng cái trí, người ta cũng thích thú cái trí, và người ta cũng hài lòng với cái trí. Những ai có trí tuệ thì được chư thiên trọng vọng. Mà trong cái bản chú giải người vào cõi, cái đó là có những cái thiên tử mà có thông minh trúa trong việc điện vào trong cái ngày mà giảng pháp đó, thì được vua tài đức thích là cho chiếc xe với trái đèn tá đến rước tới cái thiện pháp đường để mà giảng pháp cho chư thiên nghe. Và chư thiên có quan hỷ với vị đó, như vị thiên tử đó. Còn đó là những vị thiên tử mà không thông minh thì chỉ có đứng ngoài xa mà thôi. Mà thường thường đó, những người uống rượu vậy đó, có được may mắn được sanh làm mình thiên tử chăng nữa, sanh làm mà chư thiên chăng nữa đó, đó là may mắn là do trong cái tư tưởng vào phút cận tử nhớ được mình làm phước này vẫn kia, thì cũng chỉ là những cái thiên tử tầm thường. Sao mà trong cái đại hội chư thiên là phải ngồi xa, thật xa, bởi dân năng lực sáng chói không có. Mà chư thiên á hơn nhau bởi cái năng lực hào quang, cái sự sáng chói. Mà uống rượu thì không làm cho cái phước mình nó sáng chói được. Cho nên có làm chư thiên chăng thì cũng ở xa cái hội chúng, không có mà làm một chư thiên không có lực, không là gì hết. Cho nên cái tai hại của uống rượu thứ sáu cực kỳ quan trọng, nó làm nó mất trí tuệ, hoặc một khi mất trí tuệ hay là lưu mờ trí tuệ thì cái người đó trầm luân trong biển luân hồi. Mà trầm luân như thế nào? Không phải chỉ một kiếp hai kiếp,
mà trầm luân. Cũng có nhiều người trầm luân trong luân hồi vậy, chứ không phải không. Nhưng mà họ có thể được tái sanh về cái của người và có chư thiên. Còn một mai mà cái tai hại của uống rượu mà sanh khởi lên, cái người này mà rớt xuống cái khổ cảnh, làm sao biết được trong những lúc dân chung của mình cái cận tử nghiệp nó khởi lên. Nhưng mà thường thường mà thấy mình ngồi á, nâng ly chúc mừng nhau, rồi lúc đó cũng là lúc cận tử cũng thấy mình nâng ly chúc anh, chúc em, chúc chú, chúc bác. Khi mà rớt xuống khổ cảnh rồi thì một cây dại giống như con rùa mù vậy, cứ 100 năm nó từ dưới biển trồi lên, mà trên biển mới có một cái khúc gỗ, thì năm khi mười họa nó mới có thể là đưa cái đầu nó vô trong cái khúc gỗ có lỗ hổng nó được. 100 năm nó trồi lên một lần, lúc mà nghe nói một cái 100 năm mà trồi lên như vậy nó còn mau hơn là được con rùa mù nó có thể đưa cái cổ nó vào trong cái khúc cây có cái lỗ hổng, 5 lần 10 lần như vậy vẫn còn mau hơn. Nghĩa là sanh làm người là khó, rất khó. Cho nên cái nguy hại mà ở đây á, thì không phải là gì bằng trí tuệ, là chúng ta là rồi cái người đó nó làm tự hủy hoại với cái trí của mình. Nhưng mà rồi cái tương lai của mình nữa, ở tương lai mà phải còn luân hồi là cũng là luân hồi mà được sanh làm người hay là làm chư thiên cũng cùng mừng chút xíu. Nhưng cái mãi mãi đắm vô trong cái thú hay là một cái kiếp địa ngục nữa. Bởi vì rồi thú cái trí tuệ nó rất là lu mờ. Những ai mà làm việc thiện mà không có trí, hoặc là những người mà thường thường không trí, làm việc không trí, rất là tâm si nhiều, thì khi mạnh chung dễ dàng rớt xuống vào cảnh giới của súc sanh. Ở sân hận thì lại rớt xuống địa ngục, mà si mê nhiều thì rớt xuống súc sanh. Mà trên Đức Phật nói cái người dạy này, cái người nào mà thường uống rượu, thuần thục cũng uống rượu, lão luyện cũng uống rượu, thì sau khi chết có hai sinh thú chờ đợi, một là địa ngục, mới uống rượu vô sân hận nhiều. Còn nếu không sân hận thì thứ hai nữa, sinh thú thứ hai đó là đọa xứ, tức là súc sanh, để si mê nhiều, nó làm hại trí như vậy. Mà một khi mà làm rớt xuống lại những cõi đó, ngôi lên quả thật gian nan, kiên nan dạng này. Nên người khôn sẽ từ bỏ những men rượu, men nấu. Và chúng tôi thuộc cho quý vị là ngày xưa chúng tôi đi học, sau khi lớn lên là may mắn là chúng tôi đi tu. Và những người bạn học mà cũ chúng tôi á, mà những người mà nghiện rượu đến nay không còn, không còn. Mà may mắn là chúng tôi lại được còn ở đây ngồi nói chuyện với các vị. Cho nên chúng tôi tổng kết lại với quý vị này. Cái người ngủ rượu có 6 nguy hại. Ngoài thứ nhất là làm cho tài sản hư hao phế đỏ. Cái nguy hại thứ hai là làm cho sanh rầy rà, sanh cự cãi. Cái nguy hại thứ ba là làm cho các căn quyền nó sinh bệnh, hoặc là nó không còn long lanh sáng suốt như trước, như xưa. Thứ tư là làm cho mất danh tiếng. Và thứ năm làm cho không biết cái hổ thẹn mà trở thành những người mất nết vô quanh. Và điều đặc biệt thứ sáu là làm cho cái trí tuệ nó bị lu mờ, hoặc là nó không còn tồn tại. Và đây là cái nguy hại đặc biệt nhất ở trong cái quả của uống rượu. Bởi vì muốn có được một trí tuệ không phải là điều dễ, mà đã có trí tuệ rồi phá hủy đi, đó là một cái điều đáng tiếc và cũng đáng lo sợ. Một khi trí tuệ không còn thì dễ dàng rơi xuống cảnh giới súc sanh. Mà đã rơi xuống cảnh giới súc sanh rồi muốn trở lại làm người quả thật thiên nan vạn nan vậy. Và thưa về thời gian thì cũng vừa phải lẽ phước báo sanh lên. Xin cúng dường chư tăng, xin chia điều toàn thể cho Phật tử, mong quý vị quan hỷ thọ dụng đồng điều nha. Cảm thầy Nam Mô Bổn Thầy Giác, Nam Mô Tham Mạ Giác, Nam Mô Sa.